Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi, tội nhân ngục tốn theo vi, thấy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biển đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ác đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu. Dành cho kiếm sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan, tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dại rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người, đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phối sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn hội thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiên súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan tác sinh cầm thu giá mang không có tri thức cam làm ngựa trâu em kéo cày trả nợ thâm sâu hoặc làm loài thú rút đầu không hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi hoặc làm loài có vẫy xuôi để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân súc sinh khổ báo vô ngần con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh phần giờ máu mổ nước sình vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam ai bụng to cổ nhỏ như kim mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên khổ báo vô lượng vô biên của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng cũng là khổ báo quỷ thần tu la kiêu căng nịnh điêu ngoa ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình gánh cá trắng bể lấp kênh làm thần a quỷ đậu gần cuối khe cứu bàn trà quỷ gom ghê cũng loài la sát thần chê quỷ gồm bao thân thần quỷ chẳng cam man. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh anh. Sẽ màn ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, vị cam lo chứa chan lòng trần nguyện công sám hối dần dần khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu bỏ thân vua nịnh tật kêu bỏ thân thô lậu xa điều thị phi nguyện đem phước đức tu trì làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viêm bồ đề không còn khổ bao bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh sẽ đem tâm nguyện chí thành sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo
Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phật. Nam mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam mô Hư Không Thắng Phật. Nam mô Diệu Thắng Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiền Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mạng diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm mai. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yếu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm mà khổ bao nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phát ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chúng em.
kiếm trời hay kiếm người cùng lánh chia nghiêm quá không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh giá quan chẳng đủ như nhau cũng do tội cố đau đầu dẫn đưa ba đường cổ đau anh oan gia khổ bao đối đầu ghét yêu sợ hãi phải đau do mình khổ bao nước lửa đau bình chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên xa quê mồ mả tổ tiên anh nhiều phen lưu lạc nơi miền hoang vu khổ báo lao ngục cầm tù tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra khổ báo miệng lưỡi gian hoa vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan khổ báo hoạn nạn miên man dịch tả sâu ré phong hàng liệt thân khổ báo á quỷ phi nhân ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy khổ báo yêu mỹ thần kỳ sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường mạng người như chỉ treo chuông mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng hãy hùng thú giữ trên ngang sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn sám hối khổ báo tự đắm mang tự treo tự sát tự cầm vực sâu lửa dữ mà tự nhào đầu cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương sám hối khổ báo tai ương không danh không phận sanh đường tiên thí y phục thực phẩm chi ly chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng làm gì cũng gặp nghiệp hung cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào đời này và cán đời sau nghiệp dư quay phá kiếp nào mới tan hòa tai biển cô trái ngang những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan triệt tiêu tội chướng ách nạn con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng nam mô bảo quang phật nam mô bảo liên hoa thắng phật nam mô viễn ly nghi thành tựu phật nam mô chúng thượng thủ phật nam mô câu lưu tôn phật nam mô tràng vương phật nam mô ba đầu ma công đức phật nam mô phóng quang minh phật nam mô di lặc phật nam mô quang minh ba đầu ma quang phật nam mô thắng vương
Nam mô Vô Lượng Vân Tăng Phật. Nam mô Hải Tu Di Phật. Nam mô Diệu Kiên Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Hống Con về ba nghiệm sáu căn ấy đã xin sám hối mọi phần đã xong mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, mặc tất cả đủ đầy chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm an, chẳng sanh ngoại đạo mê lầm mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếm kiếp được gần mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng tuyên dương Phật Pháp văn lần thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh.
thiết tha thề nguyện thâm trầm mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu công đức hồi hướng cao siêu nguyện xin kiên cố sanh nhiều hằng sanh. Một lời thề nguyện phát ra không bao giờ tận phá ba ngục tù mong sao chí cả vẫn tu chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành mười phương tam bảo chứng minh từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Biển Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tấn Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Cái Hành Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô Thiện Tinh Tú Phật. Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta thông khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh không cho ai thoát ngục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng
nhân quả đời đời ra bà sao nếu không nơi quay về. Không đường ra cõi bến mê à, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn à, giúp con gọi rửa tâm hồn à, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu à, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Phật. Nam mô Địa Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Hạt Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào à, trôi lăn sao cõi hận hà khổ đau à, tưởng mình à, tâm à, thức thanh cao à, biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình. Cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hạ
thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cảm ơn. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiết mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngục hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vạn tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diệm Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba
khổ cũng diệt, tâm hành sạch trong đạo phiền bông số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tính tâm mà ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì siêu thoát, năm đạo hộ trì năm căn, năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hành dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sáu trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô tức hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh pháp chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta ba, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam
Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa. Nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện. Làm người dù bậc thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi, cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng. Thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sát lỗi mới chừa được ai. Kẻ ngu nào có biện hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng anh. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai. Phá tâm hổ thẹn sớm mai, triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây. Con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng. Công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, chưa cần nghiêm chỉnh thân hình. Ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao. Một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang bữa phao. Lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào.
nào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày y lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng giải khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hạng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cố Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sơ Tử Phật. Nam mô Vấn Tân Phật. Nam mô Như Thật Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền, ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghiệp văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên. Kẻ thưa đời trước oan kiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo chứng nhân kéo tới trùng trùng. Oán kia chồng chất khó lòng kéo oan, cái kinh đã nói rõ ràng. Pháp nơi địa ngục chẳng oan uống gì, bình sinh tạo tội quên đi. Đến khi sắm chết nghiệm gì cũng
ra cất thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phân minh. Chim vương nổi trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cánh cửa bàn che xương. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thầy đồng chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thắng Phần. Nam mô Văn Vương Phần. Nam mô Công Đức Phần. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã biện làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm hoàn khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiêm sĩ. Từ cao ngã mạn kính chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tác nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lắm não phiền, sám hối thánh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đắc
đại thế chi phần. Nam mô không tàn phần. Nam mô vô câu xưng phần. Nam mô thành tựu nghĩa phần. Nam mô thật thành Phật. Nam mô đại hải phần. Nam mô vô tận ý phần. Trời đế đạo sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm. Sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần. Sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phai nhạc lòng. Dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Nam mô Vô Cấu Quang Phật. Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Thượng Phật. Nam mô Bồ Nam mô Viện Lý Chư Uy Kinh Bố Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha. Tội tự y nghiệp gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Si mê ai dùng sân trời
trần, giờ xin dứng sanh cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Chỉ tâm quy y tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chỉ tâm quy tận hư không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đảo mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên ngay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy
Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phán nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si, động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hên thầy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hên thầy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh, quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sắc chẳng hai, này xa lời tử nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đào đồng không có trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên ly điên đảo, xa lìa mong tướng đáo niên bàn, ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề, thế nên chú bán nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trừ hên thầy phổ không phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tấn thì nói chủ yết đế yết đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà an yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối có nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường.
duyên lành hồi hướng mau giác ngộ, văn thù phổ hiền quang năm độ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo, nguyện bao tội chương sám tiêu trừ, kiếp kiếp được theo ngôi tam bảo. Phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi, nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi, hoặc tiền kiếp oan trái, hoặc nhiều kiếp oan thù, hoặc phạm các điều giới cấm, hoặc sát hại mạng chúng sanh, hoặc tạo thân ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác ý, ba nghiệp xấu lầm, làm điều quay gây các tội lỗi. Khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát, vô lòng thương xót gia hộ chúng con, tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ. Khám nguyện âm siêu dương thai phàm giới, chúng sanh hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải, ai đến nghe pháp phải hành lòng, ủng hộ Phật pháp cho thường còn, mọi người xem tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chốn này, hoàng ở cõi đất hoàng trên không, mê nương theo chánh pháp ngài đem tu, xót thương người đời luôn cứu hồn. Cầu cho thế giới thường an ổn, pháp trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp được tiêu trừ, dứt hẳn qua khổ vào viên tịch. Thường dùng giới hương thọa vong sáng, luôn gìn định phục mặn che thân, hoa màu trị gia khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh kể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Kinh lại Đức Thế Tôn quy các phần đà, nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi, trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ, nguyện những ai
tâm Bồ Đề, tấn hành hạnh trí huệ. Tâm hợp mọi phương đứng báo thân này kết thúc cùng sinh về cực ấy là. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, nay con nghe biết chuyên trì tụng nguyện rõ như lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh đạo tràng sám hối nước lành từ bi, ba đời chư Phật chứng tri con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô Tỳ Xá Phổ Phật. Nam mô Tô Lậu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình trái ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần si mê buông thả tham ít sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng, tuổi xanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri con nguyện y vào lời ngài. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn,
Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm. Mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm, nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội kiếp, quy y Tam Bảo trước tiên. Phật là vô thượng bản hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa
trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu tam bảo gia trì độ con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương hành thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại Đức Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng, phàm phu không phân sanh cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tím vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối.
Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. 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 Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền. Thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, chán xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chén xoay bằng, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù điện miên. Nay xin xóa bỏ phiền thân thù hai ngã, con nguyện chẳng vướng.
Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương. Sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh, muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm, làm sao báo nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tánh tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nam mô Đông Phương Súc Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Bồ Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam mô Thập Kiến
Phật. Nam mô Kiến Vương Hoa Phật. Bài tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫn đạo đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bởi nhớ, chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tất Cả Mười Phương Pháp. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tất Cả Mười Phương Tăng. Huống chi mạng sống vô tri, như đường trường gió trường kỳ lung lay, thở ra chẳng hít vào thai, tâm thân tự đại cũng tài ất trôi. Quả báo khóc liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình. Tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường, đến nay mau Nam mô Nam Phương Phổ Mạng Phật. Nam mô Oai Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Tất Hành Phật. Nam mô Hạt Huệ Phật. Nam mô Xưng Thinh Phật. Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bậc Không Kiến Phật. Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào trong đời hiện tại ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan thiên đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệp oan, nghiệp xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, dấu ai dấu được mình đâu, càng ham che dấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ đều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh, chư tôn hiền thanh hiển linh chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng về chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che dấu mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tấn Phật. Nam mô Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp báo hành.
Nay con đã hiểu nghĩa màu chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Đề đầu sám hối phận tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh ý gieo ma độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều si mê chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sáu trần trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra súc sanh ngã quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay anh dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam dập đầu sám hối
chúng lý chân tựu thành. Đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta không khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Phật. Nam mô Địa Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thinh Phật. Nam mô Hạt Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy ma. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiêng. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn trụ,
triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoàng gió năm cái mà ra, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần não điên. Hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam ơi.